Nếu các bạn muốn biết về cái lịch sử của ngành khai thác mỏ ở Quảng Ninh thì chúng ta sẽ đi vào khu vực này. Và đây là cái bức tượng vinh quang thợ mỏ làm bằng một cái chất liệu than đá bởi những nghệ nhân điêu khắc ở Quảng Ninh. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình đi vào cái khu vực trưng bày là cái khai thác than đá ở Quảng Ninh nhé. Ở Quảng Ninh thì khai thác nộ thiên và khai thác hầm lò thì ở đây có đều mô phỏng lại. Vâng, thưa các bạn, thì hình ảnh các bạn đang xem đây chính là mô phỏng lại một cái công trường khai thác than lộ thiên ở Quảng Ninh. Và trong những năm gần đây thì tỉnh Quảng Ninh cũng chủ trương hạn chế những mỏ than lộ thiên như thế này và tập trung vào khai thác than dưới hầm lò. Tuy nhiên, khai thác than dưới hầm lò thì chi phí rất cao và tốn kém, bởi vì ở Quảng Ninh thì có những cái mỏ than nằm sâu xuống dưới lòng đất hàng trăm mét. Phía trước, Bảo tàng Quảng Ninh có một cái khối than rất lớn được khai thác từ dưới lòng đất ở độ sâu là âm 176 mét, mà video trước mình có giới thiệu cho quý vị và các bạn. Thưa các bạn, là khai thác than lộ thiên như thế này thì nó có nhược điểm là gây ô nhiễm môi trường. Thế còn ưu điểm là chi phí rẻ và thời Pháp thuộc thì trong cái công cuộc khai thác thuộc địa, thực dân Pháp đã khai thác rất nhiều những cái trữ lượng than nộ thiên ở Việt Nam và đặc biệt là Quảng Ninh. Hình ảnh các bạn đang xem đây chính là mô phỏng lại một cái khai trường mỏ than Cọc Sáu thuộc vào công ty cổ phần than Cọc Sáu. Đây là một trong 5 cánh chim đầu đàn khai thác than lớn nhất của ngành than khoáng sản Việt Nam. Sa bàn được công ty cổ phần mỹ thuật Trung ương Hà Nội hoàn thành vào năm 2014 với sự trợ giúp và tư vấn đắc lực của các chuyên gia ngành than, tái hiện kỹ lưỡng về công nghệ khai thác mỏ lộ thiên với những cái hệ thống hào mở vỉa bám vào vách vỉa than và rất nhiều những cái máy móc thiết bị hiện đại mà quý vị và các bạn vừa nhìn thấy ở trên sa bàn này. Giới thiệu với các bạn, đây là cái máy rất là hiện đại để đào than ở dưới hầm lò, người ta còn gọi là máy khấu than. Nếu như các bạn mà muốn tìm hiểu về khai thác than hầm lò ở Quảng Ninh hoặc là chưa có điều kiện để đến trực tiếp thì chúng ta có thể tham quan cái mô hình này. Đấy, đây chính là cái máy để đào than ở dưới hầm lò này. Ở đây thì người ta đã tái hiện lại cái hầm ở dưới lòng đất, có thể là sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Đây là cái máy này. Đây là mô hình cái trần ở hầm lò. Hình ảnh các bạn đang xem đây chính là hình ảnh của mô hình máy khai thác than hầm lò ở Quảng Ninh và được tái hiện ở trong Bảo tàng Quảng Ninh. Đấy. Cái đó là cái đào đấy. Than đá này. Ở đây là công nhân vận hành các bạn. Than đá ở Quảng Ninh chiếm tới 90% trữ lượng than đá của Việt Nam và có chất lượng rất tốt. Mô hình các bạn đang xem đây được xây dựng theo kích thước 1:1, tức là giống y như thật ở dưới lòng đất và đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Vâng, thưa các bạn, hy vọng trong video ngắn này sẽ giúp ích cho các bạn có được một góc nhìn về than đá và ngành công nghiệp khai thác than ở Quảng Ninh. Nếu có dịp, xin mời các bạn hãy ghé thăm Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh để tìm hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp khai thác vàng đen của Tổ quốc này. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên subscribe để nhận những thông tin hữu ích.